Mercedes-Benz Việt Nam vừa thông báo từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 tới đây, thương hiệu xe Đức sẽ tổ chức một triển lãm riêng tại Hà Nội mang tên The Avantgarde. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của Mercedes-Benz với khách hàng khu vực miền Bắc kể từ hai sự kiện gần nhất là Fascination năm 2019 và Mercedes-Benz Driving Festival năm 2022. Trong khuôn khổ sự kiện lần này, khách tham quan sẽ được dẫn dắt đi qua chiều dài lịch sử 138 năm của hãng xe Đức, cùng những biểu tượng mang tính di sản, thưởng lãm các buổi trình diễn xe và nghệ thuật, tham quan bộ sưu tập xe Mercedes-Benz, bao gồm hàng loạt mẫu xe thuần điện và các dòng xe mới nhất. Ngoài ra, Mercedes-Benz Việt Nam cũng sẽ dành lời mời tham quan triển lãm sớm nhất cho các khách hàng thân thiết trong phân khúc xa xỉ tại đêm tiệc tối ngày 10 tháng 10. Đây sẽ là sự kiện được tổ chức riêng biệt trong khuôn khổ triển lãm nhằm tôn vinh những giá trị di sản và đẳng cấp nhất của thương hiệu. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, triển lãm sẽ mở cửa cho công chúng đến tham quan từ 8 giờ đến 20 giờ mỗi ngày tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội. Mỗi ngày sẽ có hai buổi trình diễn được diễn ra vào khung giờ cố định nhằm mang lại những trải nghiệm mãn nhãn nhất cho khách tham quan. Năm ngoái, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã tổ chức thành công triển lãm tương tự với tên gọi The Avantgarde 2023 tại The Global City, thành phố Hồ Chí Minh.